Hi, xin chào đại gia đình mình nha. Mình là Khải Chùm Sò. Biệt danh là thế mà không phải Chùm Sò các bạn nha. Nay mình lên cái clip này cũng lâu lâu lắm rồi, chưa có lên được truyền hình ở cái kênh của mình. Hôm nay mình lên truyền hình này với lại nói chung là vấn đề mà gọi là cái gì ta? Chuột á mà nó hay vô xem, ví dụ như chung xe của mình đúng không? Mình dựng một cái chỗ nào gọi là cố định thường xuyên á, nghĩa là cứ mình đi làm về cái tối mình dựng ngay cái chỗ đó, và cái qua ngày này kia cái mình cũng dựng ngay chỗ đó, thì chuột nó sẽ theo cái đường đó, và cái cố định chỗ cái xe của mình nó sẽ lên cái xe mình thế nào nó cũng ở vô trong đó, nó ở và nó làm tổ. Nhiều khi nó còn cắn, trong nhất là cái mùa mà sinh sản của nó, hoặc là đẻ 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 ổ của nó sẽ cắn dây điện dây này nọ, hoặc lôi những cái bịch hay cái giấy gì đó nó vô đó nó làm ổ. Thì bữa nay á mình thì nói chung là mình cũng không có phải là hay ho hay gì, nhưng mình muốn chia sẻ cho các bạn cái này rất hay, tại mình áp dụng rồi, tại xe mình cũng từng bị cắn và từng dắt ra tiệm để cho thợ sửa rồi, đâm ra là cũng thợ chia sẻ cho mình vẫn một cái điều này gọi là rất là đơn giản. Các bạn có biết cái vấn đề mà gọi cái này gọi là cái gì ta, để mà gọi là cái gì mà thường mình bỏ trong tủ á để cho chuột rồi nó hoặc là dán mà nó khỏi vô á, cái gì quên tên này, coi lông não, đúng rồi, lông não các bạn nha. Các bạn lấy cái lông não đó, các bạn bỏ vô cái cốp xe của mình á, tại vì cốp xe của mình nó rất là kín. Thứ hai nữa là nó có cái ron, những cái xe mà xe đời mới bây giờ nó có cái ron, nó sẽ kín ở trên lại, kín cái miệng ron á, và tất cả cái mùi lông não nó ở trong đó nó sẽ tỏa mùi ra và nó đẩy xuống cái, tại vì cái cốp xe nó, trong cái cốp xe của mình nó có những cái lỗ gọi là thông nước để nó thông xuống dưới cái gầm xe á. Để mình lên quay xe của mình cho các bạn xem ha. Mình là áp dụng này rất là nhiều tháng rồi, đâm ra là các bạn cứ yên tâm, nếu nhà các bạn mà xe có những cái chuột nhiều, nói chung nhà nào cũng có chuột cả chứ không phải riêng gì nhà nhà mình có đâu ha. Đây xe của mình đây, rồi quên chìa khóa rồi, bạn đợi mình xíu nha, lấy chìa khóa đây. Trời hơi chói bạn nha, với lại cầm camera này không phải camera quay đó nha, cái này là gọi là cái điện thoại của mình, chứ còn camera là nó sẽ nét và đẹp hơn nhiều. Cái này mặc đồ hơi 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 xinh một xíu, tại vì em mới đi sáng về mà nhớ cái này cũng ra chia sẻ với các bạn xem. Ấy da, đây mình gọi kết ha, mình đưa ra chuyển camera trước cho bạn xem ha. Đây bạn nè, đây là cái cốp xe của mình đây, các bạn thấy là lúc nào mình có cái bịch nhỏ đây. Nói chung là các bạn khui cái này, cái nói chung là hoặc là chọt cái lỗ nguyên bịch cũng được, hoặc là một hai cái cũng được, các bạn chọt cái lỗ, tại vì những cái lỗ này là lỗ thông hơi nè, nó là vật ống thì mình thông hơi dưới nha các bạn nha. Đó, các bạn cứ bỏ vô đây, bảo đảm các bạn là chuột nó sẽ không vô xe mình nữa. Nó có thể là nó chạy ngang cái lông não, nhiều khi các bạn nói là lông não tôi để đó nó còn chạy ngang, hoặc nhiều khi nó còn ghé ngang nó chơi bời này ở chỗ lông não, mà thực tế nó cái mùi rất là nặng, đâm ra các bạn để trong cốp xe là cái mùi nó tỏ ra rất là nặng, là chuột nó sẽ không bao giờ dám chui vô đâu. Thật sự các bạn cứ làm thử đi, cứ áp dụng thử đi, ví dụ như xe các bạn mà bị hay bị vấn đề đó, các bạn cứ áp thử mình thấy như thế nào ha các bạn ha. Đây là một cái mẹo nhỏ, không phải cái mẹo gì, nói chung là cái này là một cái chia sẻ của một anh gọi là anh sửa xe, gọi là một thợ sửa xe, chia sẻ lại cho mình, chia sẻ lại cho các bạn ha. Nói chung là nếu các bạn cứ áp dụng thử đi, đâu có mất mát gì đâu, cái bịch đó có mấy ngàn bạc bỏ vô được, biết đâu nó sẽ có ích cho bạn sao, đúng không? Thôi chào các bạn nhé.